Dạo này làm ăn xui quá. Mày điều cho tao mấy con gà giải trí đi. Ừ, gu cũ nha. Ngực tấn công, mông phòng thủ, đầu dò cổ cánh đàng hoàng nha. Gì? Không thành vấn đề. Tiền bạc không thành vấn đề. Gì lâu vậy? Bị cúm corona chứ có phải cúm H5N1 đâu mà mày điều gà lâu vậy? Thôi được rồi, giá chót 2 tiếng nha. Ừ, hàng chất lượng anh thưởng thêm cho. Mẹ gà mà cũng lâu. Two hours later. Tưởng rằng khách sợ ai nhảm nhiều ghê á mà ứng dụng cái này nè, sao không nhiều cho được. À, xin chào mấy em đến với chương trình Đam ẩm thực của anh Duy Nguyễn nha. Tất cả mọi đứa làm vlogger khác á, thì nó đều là khen ẩm thực, nó review, nó kiếm view này cái kiểu. Còn đây là chương trình của Duy Nguyễn Đam. Trong những món ăn này nó phù hợp với gymer chỗ nào, không phù hợp với gymer chỗ nào, và cái nào yếu tố tốt sức khỏe và cái nào hại sức khỏe thì anh sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn trong một video khoảng chừng tiếng. Hầu thôi chứ không được các bạn. Rồi, đi đồng hành với chương trình là Aminolin. Aminolin đại diện cho gia đình BC và Amino. Đó là một cái thói quen, đó là phong cách sống thượng lưu của giới gamer mấy em. Uống bia là xưa rồi. Đúng không? Đừng hỏi như Nguyễn có uống bia không, xin lỗi, bia rẻ quá không đáng để uống nha. Này biết nhiêu tiền không? Đây, đây vấn đề à, mình làm món lẹ đây mấy em. Gà hấp mắm nhỉ. Cái ly này mua bên Ý nha. Wow. Thành phố Venice đó. 1000 euro. Wow. Đây. Ta-da. Biết sao làm lâu vậy? Cho tao lấy chụp hình đó mấy em. Yes. Cho tao lấy chụp hình đó làm thâm đó nha. Rồi, này. Để đồng hành chúng ta có 3 món. Món này bỏ nha, không ăn. Mấy cái rau này nè, nó rửa ngoài chợ dơ lắm. Bỏ. Thằng nó ăn là ngu. Thôi. Cái này ngắn gọn. Ăn hay không? Xôi. Dầu không à. Cái này thằng nào ăn là gymer ngu nha. Người thường ta không biết, ăn thoải mái nè. Còn mình tập tạ mà mình ăn cái này là ngu. Phân tích tại sao không ăn. Xôi. 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 Trời ơi má ơi, nó bóng nè. Cái này mà hai thằng ấy ấy nó khỏi còn mua dầu luôn nè. Thấy không? Dầu nó xì như dây nè. Mấy em có dám ăn không? Hả? Trả lời thật lòng coi. Xôi chiên đó. Thánh xôi chiên bơi vào. Có dám ăn không? Hả? Một miếng thôi đó.
Bây giờ câu hỏi cho chương trình, mấy em là trả lời đúng có nguy cơ được kết bạn với Như Nguyễn, đó là: một, gram chất béo ra bao nhiêu calorie? Dạ em xếp. Mấy thằng quay phim không cho trả lời, tao nó gành rồi. Mà không những một miếng mà năm miếng. Trời ơi, tại sao con người chúng ta có thể ăn cái món độc hại như vậy? Tập gym nó làm gì? Có sức khỏe, nâng cao kiến thức. Để gì? Để tẩy chay nó, tẩy chay nó. Dám không? Các bạn có dám tạo ra một trend xã hội hay không? Hả? Các bạn có dám tách biệt cái phần còn lại trong cuộc sống hay không? Thằng nào hả? Mà comment tao dơ chạy tóc lắm. Dơ chạy tóc lắm. Thôi lỡ rồi men. Ấn Độ nó cũng dơ. Rồi xong, tiếp tục mày bỏ nha. Rồi tiếp theo, anh đem hai chén này xuống này chi mấy em. Để anh làm muối tiêu chanh. Nhưng mà rất tiếc, gà chấm mắm nhỉ thì phải ăn với mắm nhỉ mấy em. Đó. Rồi xin lỗi mấy em, rất xin lỗi luôn. Là cái này mình coi như là nãy minh họa cho xôi kem nha. Trả lời thật lòng coi. Xôi chiên đó. Bánh xôi chiên bơi vào. Có giảm ăn được không? À, một miếng thôi đó. Thì bây giờ coi như là corona đi. Thì bây giờ hôm nay nó bóc cho nó ăn. Đâu được. Chờ chút đi nữa. Tiếp tục mấy em. Bây giờ anh hỏi tiếp tục mấy em. Nhất bao câu nhìn cái gì điền vô. Tiếp tục tiếp. Cha ông chúng ta nói rằng khi mà ăn chân gà nhiều sẽ bị cái gì? Comment. Còn đối với Như Nguyễn, chân gà không ăn. Tại vì sao? Tại vì Bill Gates làm rớt tờ 100 đô không lụm. What? Đúng không? Lại. Có thể anh nhớ lộn số nhưng mà anh minh họa cho mấy em. Tại sao Bill Gates rớt tiền không lụm? Tại vì không có đáng để tao lụm. Trong cái thời gian tao cúi lưng xuống tao ngẩng lên cái kiếm tiền nhiều hơn, tại sao lụm số tiền đó? Đúng chưa? Vậy thì ăn cái này tốn bao lâu? Cũng phải mấy phút ạ. Có dinh dưỡng cái cục khỉ gì đâu mà ăn ba. Đúng không? Đối với một thằng gymmer thật thụ, nó ăn rất là thực dụng em. Ăn cái gì nó phải về dinh dưỡng. Mà mấy em, ăn lại về dinh dưỡng gì đâu. Cái này chỉ phù hợp cho dân nhậu thôi, mình bỏ tiếp. Gà bỏ hết rồi đó. Nãy giờ nói đúng không? Hợp lý không em? Mà dân miền Tây thì sao? Hợp lý thì sao mấy em? Dân miền Tây là phải vậy nè. Hợp lý. Vô một ly. Xong cái để ly nữa. Chút vô. Nó có BCA nó mới dành thương mại. Anh mới nói nhiều mà nói hay được. Video mới có view nha. Rồi tiếp tục. Gà ở ăn. Yên tâm đến sau này con gà ra chứ không phải tao bỏ vô mấy em. Rồi tại sao á, con gà thường thường mấy em thấy tập tạ là ăn gà luộc đúng không? Thề luôn, anh cuộc đời anh không bao giờ ăn gà luộc. Cuộc đời anh không bao giờ ăn gà luộc. Trừ khi nào đi ra ngoài Bắc chơi với mấy con bồ ngoài á, thì gia đình nó làm gà luộc thì chịu khó miễn cưỡng ăn thôi. Nhưng mà ăn cho nó vui thôi, nhưng mà ăn thật sự không ngon. Một cái gọi là cái điểm mà anh không có cảm thấy là tốt lắm mà anh chia sẻ với các em rằng đa phần á, mấy tập tạ thích ăn gà mà ăn gà luộc, mà ăn trong khoảng thời gian rất là dài, mà ăn gà công nghiệp không có bổ, không có tốt. Mà dân chơi nó kêu là gà 2 đô, đúng không? Ăn gà luộc nhiều quá nó mất vị giác mấy em. Cái đó là cái lý do mà anh ít, rất ít ăn gà luộc. Ví dụ như 100 món gà anh ăn chừng món luộc thề luôn. Nhưng mà luộc thì anh có chiêu khác, mấy em thích comment đi, anh chỉ cho chiêu luộc gà ăn bao ngon, dành cho streamer không ngán luôn, mà người ta nhìn ta không ghét luôn. Trời đất ơi, chứ mày tập tụi bay không biết. Anh khẳng định luôn cỡ này đi, thằng quay camera nó về nó luộc gà, nó đi ăn xong rồi đi chơi với bồ nó, bảo đảm bồ nó bỏ luôn, này ăn dị quá. Còn anh ăn rất khác. Làm nhảy không? Này nè. Vậy đi. Hấy. Hehehehe
ngon. Nhưng mang nhậu ăn dính liền. Mỡ gà vườn hay gà gì nó cũng mỡ thôi. Gà công nghiệp nó mỡ nhiều hơn. Cái này là anh đặt gà vườn. Con gà là khoảng chừng 400 ngàn. Wow. Nè, nó ngon là nhờ cái mắm nhỉ em em. Nó là ẩm thực Việt Nam mình đó. Gà, hấp, mắm, nhỉ. Quẹt vô cái. Trời ơi. Tại sao ăn này nhất? Anh ăn cái này trước nhất. Tại vì cái xương này là cái phần ngon nhất của con gà. Wow. Phần ngon nhất của con gà. Nó vừa có giá trị dinh dưỡng mà nó vừa có giá trị ẩm thực nữa. Một con gà 100g thịt gà nó cho khoảng 20g protein. Yes. Chất lượng khá là tốt mà em. Xong tới cái cánh. Nhất phao câu nhì cổ cánh. Vậy tại sao cánh gà nó mắc hơn ức gà? Đúng không? Tại vì cánh gà nó ngon hơn ức gà. Thề luôn, ức ai ăn, bảo đảm ức cho Median láo làm con chó luôn. Thề luôn. Nè mày coi anh chơi đẹp nè. Anh không có ăn vô nhang. Mà anh không có bị corona đó, em yên tâm. Miếng ức ngay cho đây. Để đây mời Media, anh mời thiệt. Anh bốc ăn được, tụi em đừng có sắp với anh. Đúng không em? Đúng không? Like không? Dùng đi. Cái cảm giác có BC uống nó đã quá mấy em ơi. Đổ vô. Cái này là cái cánh. Nhưng mà anh nói trước, ăn cánh phải có chiêu. Nhớ. Cái xương giữa là cái xương ngon nhất nè mấy em. Đúng không? Cái này là nó ăn phần của cái ức. Ăn luôn. Nhưng mà cái đoạn này bỏ. Đừng có tham quá đi ba. Ngồi nút. Cái đoạn này là dân nhậu người ta ngồi người ta nút. Mình ăn thực dụng mình bỏ. Ngon. Đó. Con gà này đã được ướp mắm nhỉ. Và cái chén này chén mắm nhỉ thêm. Mình trộn vô, mình quét vô. Ngon lắm nè. Nhớ, công thức là gà hấp mắm nhỉ cộng aminolin. Rồi, tiếp tục cái nào không được nữa. Ta-da. Cái này nhất phao câu, nhì cổ cánh, dân nhậu ăn, mình không ăn. Cái này không có giá trị dinh dưỡng. Cái này là toàn là da và mỡ, chất béo không tốt sức khỏe. Chỉ có một phần protein nhỏ thôi. Đâu có chết đói đâu mà cạp tới cái này. Trời lại. Cái này cũng không ngon, không có mời Media. Cái đùi thứ hai là của anh. Cái ức còn lại là của tụi em. Không. Thôi anh nhường cho tụi em mấy cánh luôn đi ha. Cho tụi em biết được đẳng cấp gà nhất là cái cánh. Cánh gà đó là mấy thằng Losteria nó ập hết. Trời đất ơi, em đi vô siêu thị mua cánh gà rất khó nha. Nhưng mà đùi gà thì có, còn ức gà thôi cho không. Ức gà là cho không. Ức gà nó không có ngon nữa mấy em. Ức gà được cái nó lim. Mà thịt ức gà nó khô. Ăn vô cảm giác nó sực, không có đã. Nó thiệt. Cái này anh ăn gà kinh nghiệm lắm rồi. Nên thôi để lại cho Media. Wow. Thôi để đâu ta. Đó. Gà đi bộ, gà khỏa thân. Rồi cái này là cái gì? Cái này cái gan. Ăn được không mấy em? Cũng được. Tuy thế. Thật sự lục phủ ngũ tạng thì mấy em không ăn thì cũng được. Nhưng mà đây là hai lá gan, anh ăn sao một lá. Tại sao anh ăn lá? Mấy em thấy tóc nó đẹp không? Ta-da. Trong đây nó có cu. Trong đây nó có nhiều cái chất cu lắm đó. Nên khi mà chúng ta ăn cu nó bổ cu. Mà cu nó cộng với lông tóc á thì nó mượt. Nghe, nó bóng, nó sáng, nó sủa. Không tin thì sợ ta đi. Kiến thức về hóa học đó. Trong gan gà và gan ngỗng thì nó có cu. Ăn cả thôi. Còn đang được không em? Mề.
Ăn được không? Còn mẹ em đi đừng ngại. Cái này ăn được không? Không được hả? Nhưng mà anh nói ăn được. Cái này ăn được. Ăn ok, ăn ngon. Tại sao? Tại thích. Tao thích không có lý do. Nhỏ lớn đẹp, mẹ đẻ ra thích ăn này rồi. Mỗi lần ở dưới quê mà làm gà làm vịt cho cứ lấy này mà tém thôi. Nhưng ăn nè, cái chỗ thịt nhiều ăn nha, cái chỗ vành vành nè không ăn, không có lý do, thích thôi. Qua cái video này các em biết được con gà nó bổ chỗ nào, ăn cái món gì, cái gì nên ăn, cái gì nên bỏ. Trong quá trình ăn nên tỉnh táo bỏ mỡ. Anh ăn bỏ mỡ mà. Còn đi ngoài đường ăn với gái bỏ cho. Bây giờ các em may mắn thấy anh mà đi ăn ở ngoài nhà hàng nữa. Anh cầm điện thoại nước báo mà còn nhiêu gái làm hết. Có mấy con nó còn lầy nữa rồi đút cho anh ăn nữa. Cái đó thôi thôi được em. Em để anh tự ăn đi, em đút đút con cầm cái đĩa em chọt 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 thôi. Banh mẹ cái lưỡi hết. Thôi chị chảy thôi, giờ ăn nha. Đùi đùi. Giờ thôi là mình làm chương trình tiểu wheel thì thôi quảng cáo luôn. Cái này nó order ngoài nhà hàng chim rừng á. Chim rừng ở chỗ góc dành để trong với đường số 1 nha. Các ra mà các bạn ra ngoài đó ăn đó là fan của Như Nguyễn được off 20%. Cái đó là lời của shipper nha. Không biết chủ nhà hàng nó có chịu không mà cứ ra nói thử đi. Nhưng mà anh nghĩ là với uy tín của anh chắc được. Đại bạn của này mà. Nãy giờ làm lại tim quên. Sau đó bụng nó tăng cho hết thôi. Mở bỏ. Nó Việt Nam mình cũng có nhiều món ngon nha mấy em. Ủng hộ Việt Nam nha. Đừng có cái gì cũng cua hoàng đế nha. Tôm Alaska đồ tốn tiền. Ăn con này có 400 ngàn. Cái này là ngon nhất. Ở trong con gà cái này là ngon nhất. Ức gà là không ngon đâu nó thiệt. Thay đổi tư duy đi mấy bé. Mình ăn mình vừa phải có kiến thức, đúng không? Mình phải có kiến thức về dinh dưỡng. Đó, chứ không phải là cứ ăn là há cái mỏ là cạp. Thấy anh giám đốc mà anh ngon không? Bụng bự không? Ăn là vậy đó. Mấy thằng nó ăn ít nhậu nhiều. Bạn bè tao banh chành hết rồi. Xin lỗi mày nha. Có thằng nó còn bị cao huyết áp rồi. Mà cái này mới vui nè. Hồi nhỏ cha mẹ đẻ ra khỏe lắm. Trong lớp gồng tay gần bằng anh luôn mà. Wow. Mà giờ tự nhiên đú phát một công trình công triết này nọ ăn là nhậu miết. Bây giờ cao huyết áp rồi. Tiểu đường luôn. Chuẩn bị nó kéo thêm hai bạn nữa. Biết hai bạn gì không? Comment vô. Trúng thì em. Nói chung á, anh nói bụng quá. Giờ 5 chiều rồi. Sáng dậy chưa ăn gì cả. Nên anh đói bụng quá anh mới ham ăn. Trong quá trình làm video này có chỗ nào sốc hàng xin lỗi mấy em. Tiếp tục, trong quá trình làm video này phân tích về con gà có chỗ nào chưa kỹ, các em thắc mắc về các loại gà, gà tre đúng không, gà tam hoàng, gà nồi, gà công nghiệp, gà móng đỏ, các em cứ comment ở dưới, anh sẽ giải đáp tận tình và chi tiết luôn. Đích thân anh Như Nguyễn, anh Như Nguyễn là trùm gà mà, cuộc đời tôi chơi gà từ nhỏ tới lớn luôn. Con gà nào cũng không qua được anh hết á. Xiền luôn. Con gà lúc nào nó mọc lông anh biết nữa mà. Lúc nào mà lông mềm, lông trước mà lông quăng, lông thẳng. Xin lỗi, xin chân thành giới thiệu. Chủ chạy gà. Thôi, video đến đây xin sắp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Như Nguyễn. Anh chạy mẹ mặt cổ. Vô. Mắc cổ.
cái ly mua bên Ý. Sức mua bên Mỹ. Ăn gà ở Việt Nam, đời này chỉ có Duy Nguyễn thôi. Ngạo Thiên được không? Nhà này nó làm kiểu gì con dữ trời. Cứ tìm hiểu về nó ba làm giùm coi. Nhà gà nhiều lắm mà ăn không ngon vậy. Không lớn mấy ăn như gà ngon vậy luôn á. Mấy đứa uống kiểu gì kỳ vậy. Ngon thì ăn cho hết đi mấy bé. Hay thì xe thì lái đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Con chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực. Bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy. Đầy oai phong ôm trọn cả núi sông. Ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa. Địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai. Hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.